Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khủng bố tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm xảy ra tại huyện Cư Quyên vào ngày 11 tháng 6 năm 2023. Vụ việc làm 4 chiến sĩ công an, 2 cán bộ xã hy sinh, 3 người dân tử vong. Hội đồng xét xử công bố phán quyết đối với 100 bị cáo, trong đó 10 người bị tuyên án chung thân. Chiều qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên án đối với 100 bị cáo trong vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Khủng bố, tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm, xảy ra tại huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó có 10 bị cáo tù chung thân, 5 bị cáo cùng 20 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 9 tháng đến 19 năm tù giam. Theo hội đồng xét xử, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ, người dân, phá hủy nhiều tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Cơ quan điều tra xác định trong các bị cáo có nhiều người dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk bị nhóm phản động lưu vong ở Mỹ như Imut Melo, Ibut Eban, Inie Eja, Isilnie, Ichan Bờ Giá và Iquin Bờ Đắp đang bị truy nã, kích động, lôi kéo, dụ dỗ tham gia tổ chức phản động. Sau đó, những thành phần cốt cán trong nước nghe theo sự chỉ đạo của nhóm ở nước ngoài, tiếp tục lôi kéo, đe dọa, cưỡng ép một số người dân tộc thiểu số khác thành lập nhóm vũ trang để hoạt động khủng bố, phá hoại. Quá trình điều tra, các bị cáo thừa nhận do lạc hậu, thiếu hiểu biết hoặc do bị đe dọa nên tham gia hoạt động phạm tội, đồng thời bày tỏ ăn năn và xin khoan hồng giảm nhẹ hình phạt.